Thưa quý vị, trong ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang tại hộ trường Gostiny Dvor ở Moscow. Phát biểu mở đầu thông điệp liên bang năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn, đồng thời ông cũng lên án vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine. Nói về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, người đứng đầu điện Kremlin khẳng định Ukraine chỉ câu giờ mà không giải quyết vấn đề ở Donbass các nước Cộng hòa tự xưng đã yêu cầu Nga tới giúp. Ông nói Moscow đã muốn giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình, nhưng phương Tây lại không muốn như vậy. Thông tin rằng Kiev đã đàm phán với phương Tây về việc cung cấp vũ khí trước khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu. Ông gọi Kiev là nô lệ của phương Tây, cho rằng phương Tây từ lâu đã chuẩn bị cho Kiev để tham gia một cuộc chiến lớn. Ông nhấn mạnh rằng Nga trong nhiều năm sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với phương Tây, đề xuất xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng nhưng bị từ chối, thay vào đó là các hành động đe dọa an ninh của Nga như việc mở rộng liên minh quân sự NATO, các cơ sở quân sự của Mỹ cùng nhiều hệ thống tên lửa mới được đặt ở châu Âu. Chính quyền Kiev hiện tại không phục vụ lợi ích của Ukraine, mà phục vụ lợi ích của nước thứ ba. Phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ chống lại Nga, như một thao trường, không ai quan tâm tới người dân, mặc họ bị tàn sát và cuối cùng họ trở thành vật tiêu hao. Thật đáng buồn khi phải nói về điều này, nhưng đó là sự thật. Ông Putin nói phương Tây muốn biến từ xung đột cục bộ ở Ukraine sang đối đầu toàn cầu. Ông cảnh báo phương Tây âm mưu chia rẽ nước Nga bằng những kẻ phản bội dân tộc. Ông nói giới tinh hoa phương Tây còn chẳng thèm giấu giếm mục tiêu, muốn Moscow phải nhận thất bại chiến lược. Kết liễu nước Nga mãi mãi. Mục đích đằng sau chính sách chống Nga của phương Tây là khơi mào chiến tranh ở châu Âu và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Phương Tây đang tìm cách biến xung đột Ukraine thành cuộc đối đầu toàn cầu với Nga. Sự tồn tại của Nga đang bị đe dọa chúng tôi hiểu và sẽ phản ứng tương xứng bản thân người dân ukraine đã trở thành con tin của kiev và các ông chủ phương tây của họ những người đã thực sự chiếm đóng đất nước này về mặt chính trị quân sự và kinh tế đánh bại nga trên chiến trường là điều không thể do đó ngày càng nhiều cuộc tấn công thông tin mạnh mẽ hơn họ luôn nói dối không ngừng tấn công vào nền văn hóa của chúng ta vào giáo hội chính thống nga tôi và tất cả chúng ta đều thấu hiểu tình cảnh khó khăn đến mức nào đối với cha mẹ vợ con của những người lính đã ngã xuống cha mẹ của họ đã sinh thành nuôi nấng những người bảo vệ tổ quốc Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đất nước đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hợp nhất với Donbass. Ông cũng cam kết tăng cường chương trình hỗ trợ xã hội cho các vùng lãnh thổ mới. Lần gần nhất, Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang là hồi tháng 4 năm 2021, với bài phát biểu kéo dài 1 giờ 19 phút. Bài phát biểu năm 2018 dài nhất với thời lượng 1 giờ 55 phút. Trong khi năm 2004 và năm 2005, ông Putin chỉ phát biểu trong vòng 48 phút. Tổng thống Putin không đọc thông điệp vào năm 2022 với lý do tình hình thực tế diễn biến quá nhanh, khó ghi nhận kết quả cũng như lên kế hoạch cho tương lai gần. Thưa quý vị, trong bài thông điệp liên bang dài hơn 1 giờ đồng hồ vào chiều nay 21 tháng 2, trước Quốc hội và các lãnh đạo quân đội Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ chấm dứt hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân với Mỹ. Ông cũng tố cáo Mỹ và phương Tây là bên khởi động cuộc chiến và người Nga phải dùng vũ lực để chấm dứt cuộc chiến. Hôm nay, tôi phải tuyên bố rằng Nga sẽ chấm dứt việc tham gia vào hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược. Cụ thể, ông Putin cho biết Nga sẽ ngừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START với Mỹ. New START được ký kết tại Praha vào năm 2010, có hiệu lực một năm sau đó và được gia hạn thêm 5 năm cho tới năm 2021 ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn sót lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước này giới hạn kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa và 800 bị phóng. Theo các chuyên gia, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Nga và Mỹ nắm giữ tổng cộng 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới, đủ để hủy diệt hành tinh nhiều lần. Đề cập tới các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 2, Tổng thống Putin khẳng định phương Tây đã thất bại trong việc trừng phạt Nga, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Nga vẫn ổn định. Tuy GDP có sụt giảm, nhưng thị trường nội địa đang tăng trưởng tốt và Moscow có đủ nguồn lực tài chính cần thiết để đảm bảo an ninh và phát triển như tôi đã nói phương tây đã quay lưng lại với nga không chỉ về mặt quân sự và thông tin mà còn về kinh tế nhưng họ chưa và cũng sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình dù bằng bất cứ giá nào hơn nữa những người khởi xướng lệnh trừng phạt chống lại nga đã tự trừng phạt chính họ gây ra tình trạng tăng giá đóng cửa kinh doanh và khủng hoảng năng lượng ở quốc gia của họ và họ nói với công dân của mình rằng người nga phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này điều này đồng nghĩa với việc họ áp dụng các biện pháp trừng phạt để chống lại chúng tôi họ đã cố gắng cắt đứt quan hệ kinh tế với các công ty nga cô lập hệ thống tài chính nga tước đi quyền tiếp cận thị trường xuất khẩu của chúng tôi để đánh vào doanh thu của nga ngoài ra họ còn có hành vi trộm cắp dự trữ ngoại tệ của chúng tôi cố gắng làm suy yếu đồng rút và kích động lạm phát Tổng thống Putin khẳng định nên kinh tế Nga thay vì bị sụp đổ thì đang được tái cấu trúc và Nga vẫn làm ăn với nhiều khu vực trên thế giới. Theo ông, Moscow đã duy trì được sự ổn định của nền kinh tế, ngăn chặn thâm hụt và sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây đánh cắp các khoản dự trữ tiền tệ của Nga và khẳng định kinh tế Nga đã và đang vượt qua tất cả những rủi ro này. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, chính phủ Nga đã phân bổ 1.000 tỷ rúp, hơn 13 tỷ đô la Mỹ, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Theo Tổng thống Nga, lạm phát của nước này sẽ đạt mức 4% vào quý 2 năm 2023. Đây là một mức thấp so với nhiều quốc gia EU. Bên cạnh đó, Moscow sẽ tiếp tục phát triển một hệ thống thanh toán quốc tế, độc lập với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác của phương Tây. Khép lại thông điệp liên bang, Tổng thống Putin khẳng định việc đánh bại Nga bằng vũ lực là không thể, nhưng phương Tây sẽ cố gắng gây ra một thất bại chiến lược đối với Moscow. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 2, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn về Sáng kiến An ninh Toàn cầu tổ chức tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi một số quốc gia đừng đổ thêm dầu vào lửa. đã gần một năm kể từ khi xung đột ukraine bùng phát cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc xung đột này Trung Quốc lo ngại sâu sắc trước sự không ngừng leo thang, thậm chí có thể dẫn đến mất kiểm soát của cuộc xung đột. Kể từ khi xung đột nổ ra, Trung Quốc đã đưa ra lập trường khách quan và vô tư, mang tính xây dựng trong việc xoa dịu tình hình và giải quyết khủng hoảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp hòa bình và các cuộc đàm phán, đồng thời đóng góp trí tuệ Trung Quốc nhằm đưa ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine cùng với cộng đồng quốc tế, Trung Quốc sẽ thúc đẩy đối thoại, tham vấn và giải quyết các mối quan ngại của tất cả các bên và tìm kiếm an ninh chung. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi kêu gọi các nước liên quan ngừng ngay việc đổ thêm dầu vào lửa, ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc, ngừng gieo giao Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai trung quốc sẽ cố gắng thúc đẩy sự phối hợp và tương tác lành mạnh giữa các nước các nước lớn nên đi đầu trong việc duy trì chất lượng hợp tác và pháp quyền các hành vi báo quyền bắt nạt và độc đoán nên bị bác bỏ cùng nỗ lực xây dựng khuôn khổ quan hệ các nước lớn cùng tồn tại hòa bình ổn định tổng thể và phát triển cân bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề nóng thông qua đối thoại. Các biện pháp hỗ trợ nên được mở rộng cho các bên liên quan để giải quyết những tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Cộng đồng quốc tế nên thúc đẩy công lý, hạ nhiệt các điểm nóng và giảm bớt căng thẳng.